Hello anh em, hôm nay là ngày 2 tháng 5 năm 2021. Bên trường của anh là tôi cũng mới về số được một số mặt hàng anh em. Chẳng hạn như có một chuyến này thì mình về có một cái đầu máy xới mini rất là dễ thương, mà máy là nó còn đẹp là cũng như long lanh luôn nha anh em. Với lại những cái dòng Honda 5 ngựa, Mitsubishi 4 ngựa, Subaru 6 ngựa, Kawasaki cũng vẫn là 6 ngựa ha. Với lại có con bơm nước, con cứu hỏa mini rất là dễ thương ha. Với con mỗi thêm con bơm nước Subaru nữa. Thì cũng như anh em cứ xem theo, cũng như là đây cuối clip đó, thì anh em mà nếu mà có phù hợp được cái máy nào đó, thì xin anh em liên hệ số 0914 711 438 mình là tên Tình nha anh em. Thì bây giờ mình cũng xin vô một chi tiết một cái con máy này là mình không có đánh số ha. Đó, cũng như là mình có một con một là mình không có đánh số, là cũng như là mình cho nó vô là số 0 luôn đó, để cho anh em dễ chốt hàng ha. Máy rất là đẹp anh em. Con này thì nó có thương hiệu là Yanma GA90, động cơ là ba ngựa. Con này được chuyền cốt xéo tua chậm nha anh em, cốt xéo tua chậm, tua của nó là tua 1800 ha. Thì đối với lại cái con không số này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 1,8 triệu nha. Model này đời cao, đời UHV nha. Đó, lốc nghiêng, đời UHV ha. Thì anh em nhìn cái model này anh em cũng đã biết rồi. Dây cổ nó còn đầy đủ luôn anh em. Đó, anh em thấy máy nhìn rất dễ thương không? Đồ nó đẹp từ con ốc luôn ha. Đây là mặt trước nè. Rồi, anh em thấy cái mặt chụp cò nữa nè. Cái máy này theo mình đánh giá là cũng như là máy mới anh em. Đó, anh em nhìn kỹ cái đồ nó ha. Đó, rất là đẹp, rất là mini mà cũng rất là đẹp luôn. Đây là nắp chụp cò nữa ha. Đó, chế sân con nè, yếm lườn rồi còn trắng tươi hết, lốc rồi còn đẹp long lanh. Rồi bây giờ mình sau đây mình sẽ quay qua luôn cái mặt sau cho anh em xem. Đó, mặt sau của nó là còn hai cái bu li nha. Đó, một cái bu li là bu li kéo với một cái bu li để anh em tăng cái dây cò rô á. Đó, nó cũng rất tiện lợi luôn ha. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa là nó có thêm một cái đèn. Đó, đặc biệt là con này nó có đèn luôn nha anh em. Đó, anh em mà nếu mà anh em mà gác lên máy xới là rất là phù hợp cho anh em, mà những anh em mà gác lên máy xới ha. Tại vì con này là nó nằm ở trên cái máy xới, thì anh em nhìn cái máy nó về anh em cũng đã hiểu rồi ha. Đó, con này thì nó nằm trên cái máy xới. Đó, đó anh em nhìn này, thấy là cái lồng của nó nè ha. Đây, mình sẽ quay vô cạnh lồng luôn. Đó, cái máy này mình tưởng tượng như là máy mới luôn á. Hàng mình mới về cũng như là mình móc nó xuống là cũng như là mình nhìn nó hết hồn. Nhìn nó là cũng như nó quá đẹp. Rồi, cũng như là đèn đồ còn hoạt động ngon lành hết nha anh em. Đó, đèn nó còn hoạt động ngon lành hết ha. Đó, có cái đèn rất là mini để đây nè. Đó, đó anh em nhìn kỹ cái đồ nữa nha, cái đồ nó còn rất là bóng bẩy luôn ha. Rồi thì sau đây là cũng như là ở đây là cái mặt thông số nó đây nè. Mình cũng cho anh em xem một cái thông số của nó luôn ha. Rồi thì con này là Yanma GA90 ha, động cơ là ba ngựa. Đó, con này thì nếu mà nó đưa ra công suất 3 ngựa thì nó vùng tua nó là vùng tua 1800 nha anh em. Còn công suất của nó là 1.9 PS là nó đưa ra cái vùng tua là 1600. Đó. Con này thì nó có số lít là 0.088 lít. Đó, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Anh em xài con này đã đời, coi như là xài cả ngày tốn cỡ chừng lít lít mấy xăng à. Đó. Ha. Máy rất là đẹp. Rồi bây giờ sau đây mình cũng đã cho anh em xem qua cái ngoại hình con máy không số Yanma GA90 rồi. Thì sau đây mình cũng xin vô xăng để mình test luôn cho anh em xem. Lấy kìm đi. Rồi. Đấy. À, cái đầu đó hả? Đầu đó hơi vô luôn.
Quá đẹp, quá mới. Rồi chuyển ống xăng được rồi. Nửa ống thôi test cũng được nữa. Máy này đâu có hao xăng nhiêu đâu. Rồi thì bây giờ mình cũng đã vô xăng rồi. Bây giờ mình cũng xin giật cho anh em xem luôn ha. Quá nhiều đúng không? Kéo rất là nhẹ. Anh em kéo nó nhẹ là nổ không? Máy nổ nhuyễn không? Cực kỳ nhuyễn ha. Máy nổ là cũng như là rất là im nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ test cái đèn bóng đèn nó luôn cho anh em xem ha. Thì cái bóng đèn của nó nhiệm vụ của dây đen trắng cho anh em. Đen trắng với là một cụm dây nâu ha. Dây nâu sọc xanh. Dây nâu chấm xanh ha. Đó, anh em thấy không cái đèn nè. Rất là đẹp nha. Rồi. Rồi bây giờ mình cũng xin test ga luôn cho anh em xem ha. Mini đẹp, giá hợp lý. Rồi bây giờ mình xin tắt máy luôn nha. Thì có cũng như là mình đây là mình hướng dẫn luôn cho anh em. Một cọng dây đen sọc trắng với lại một cọng dây màu màu nâu ha. Đó là hai cọng này là dây đèn, còn một dây còn lại là một cọng dây đen chấm cam. Dây đen chấm cam là thuộc về dây đó, dây công tắc nha anh em. Tắt máy đó. Đó bây giờ mình sẽ tắt máy luôn cho anh em xem ha. Đây. À. Thấy không? Cũng như là anh em cứ chạm vô mát sườn là nó sẽ tắt máy ha. Rồi thì đối với lại cái máy này cũng như là nó hoạt động khá là tốt anh em. Cũng như là máy này mình cũng như là theo mình đánh giá là nó đẹp thẳng từ 90% đổ lên ha. Thì đối với lại cái máy này thì rất là phù hợp cho những anh em mà chẳng hạn như bỏ lên những cái máy xới mini, đó là cũng như rất là tiện luôn. Rất là nhỏ gọn mà máy là tình trạng máy là còn đẹp trên 90% nữa, thì hai cái đó cộng lại là giống cũng như là anh em xài cũng rất là thoải mái luôn ha. Rồi bây giờ sau đây mình cũng xin báo giá lại một cái con máy không số Yanma GA90 động cơ là 3 ngựa. Con này thì nó được chuyền cốt xéo tua chậm, tua của nó mắt tua là tua 1800 nha anh em. Thì đối với lại con không số này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 1.800.000 nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại qua một cái dòng Mitsubishi. Con này là cũng như là cũng là đẹp trên 90% luôn. Đó, cũng như những cái máy bên mình là toàn là cũng như là toàn những cái máy bên mình là cũng như là mình tuyển từ máy luôn ha, để mình phục vụ cho anh em, để anh em có cái máy tốt để anh em xài cho nó ngon ha. Rồi bây giờ con số 1 Mitsubishi GM132. Con này động cơ là 4 ngựa. Thì đối với lại con số 1 này là nó được chuyền cốt xéo tua chậm, tua của nó là tua 2000. Thì đối với lại con số 1 này thì mình có giá bán cho anh em với giá là 2.700.000 nha anh em. 2.700.000 ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái mặt trước của máy luôn. Đây. Đó, anh em đâu, thấy mặt trước của máy không? Đẹp long lanh. Đẹp là xuất sắc luôn ha. Đó, anh em nhìn nè, đẹp cũng như từ chi tiết luôn. Rồi thì sẵn đây mình cũng cho anh em xem một cái thông số của máy luôn. GM132 ha. Đó, động cơ là 4 ngựa. Thì vòng tua của nó là vòng tua 2000.
Đó, Made in Japan luôn, sản xuất tại Nhật nha anh em. Rồi, kế tiếp là mình sẽ quay qua bên cái phần lắp chụp cò luôn cho anh em xem. Đây, máy là anh em nhìn là đẹp từ con ốc luôn. Tới cả cái bô bên trong luôn mà anh em nhìn là cái bô nó còn trắng phiếu luôn. Là anh em cũng đã biết rồi ha. Rồi, nắp chụp cò nè, nó còn một cái mã số của máy luôn. LN 10G nha, 10G ha. Rồi đây. Đây là mặt sau. Đó, anh em thấy không? Cái đồ của nó là anh em nhìn chi tiết đẹp từ con ốc. Thì đối với lại cái con số 1 Mitsubishi 132 này á, thì nó còn một cái bu ly rảnh bảng B. Nó có kích cỡ là 5 phân nha anh em. Đó, bu ly rảnh bảng B, một rảnh, kích cỡ của bu ly là 1 phân. Zin theo máy ha. Mặt sau nè, ốc là 7 màu đều rang hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua bên cái mặt cái thông số của máy luôn và cái mã số của máy luôn để mình thông báo cái mã số máy cho anh em luôn ha. Rồi thì sau đây là ở dưới đây là có cái phần ký hiệu của máy GM132. Rồi cái con này á, thì đối lại cái con Mitsubishi này á, thì nó có cái mã số là 8913 nha anh em, 8913 ha. Đó. Rồi kế tiếp nữa là ở trên lốc máy, trên đây, trên thân máy nó có dập nổi là GM132 Made in Japan. Ok. Rồi bây giờ cuối cùng là sau đây là mình test máy luôn cho anh em. Rất là nhiễm, anh em thấy không, nó nổ garanti là từ tiếng luôn á đó. Đó, nó cũng như là nó chạy này là chạy từ tua luôn nè, mà anh em thấy không, rất là nhiễm ha. Rồi bây giờ mình sẽ test máy luôn cho anh em ha. Quá nhẹ anh em ơi. Rồi mình xin tắt máy luôn nha anh em. Quá nhuyễn ha. Rồi sau đây là bây giờ mình cũng cái phần test máy xong rồi. Bây giờ mình sẽ báo giá lại một cái con số 1 ha. Rồi đối với lại con số 1 Mitsubishi GM132 động cơ là 4 ngựa. Thì đối với lại con này nó được chuyền cốt xéo tua chậm, tua của nó là tua 2000 nha anh em. Thì con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 2,7 triệu, 2,7 triệu nha anh em. Rồi kế tiếp là sau đây là một con số 2 Honda GX140 động cơ là 5 ngựa. Thì đổi lại con GX140 này á, là mình có giá bán cho anh em với giá là 3 triệu nha anh em, 3 triệu ha. Rồi bây giờ anh em sẽ mình nghe mình giới thiệu từ phần máy, phần cái tải về cái máy số 2 Honda GX140 này nha. Đây là mặt trước của nó ha. Con cũng như là mấy cái chụp này là nước sơn zin hết toàn bộ nha anh em. Đó. Rồi mình cũng quay vô đây luôn cho anh em ta xem. Đây GX140 động cơ là 5 ngựa nha anh em. Tua vòng tua của nó là vòng tua 2000. Đó thì đối với lại công suất mà đưa ra là 3 ngựa 8 thì nó đưa ra cái vòng tua của nó là 1800.
Thì đối với lại cái con GX140 này á, nó cái dung tích xy lanh của nó là nó có là 144cc nha. 144cc. Sản xuất tại Nhật luôn, Made in Japan. Rồi. Kế tiếp nữa là trên đây. Anh em thấy thùng xăng mới không? Rất là mới. Anh em thấy thùng xăng rất là mới ha. Nhưng mà có cái về là mình nói rõ cho anh em để anh em chốt hàng nha. Cái máy này về là cũng như là nó bị đè hư cái bình xăng. Đó, hư cái bình xăng. Thành thử ra anh em thấy cái bình xăng rất là mới ha. Nó hư cái bình xăng. Đó, cái này là mình thay cái bình xăng mới cho anh em nha. Bình xăng mới hàng chợ mình thay cho anh em. Đó, đâu đó là mình nói rõ cho anh em để anh em dễ chốt hàng nha. Rồi, kế tiếp là cái mặt bên hông. Máy này là chỉ là có thùng xăng, là thùng xăng chợ thôi ha. Thùng xăng là tại vì về bị đè hư cái bình xăng, mình thay cái bình xăng mới cho anh em. Đó, còn toàn bộ ngoài ra buông ra là những cái vật chất khác, là máy là nguyên zin hết ha. Đây. Đó, anh em thấy không? Anh em thấy cái máy vậy chứ mà nó nổ rất là ngon. Đó, nó nổ là cũng như là cực kỳ đã luôn. Ha. Máy nổ cực kỳ đã, lốc là cũng còn rất là sáng sủa nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay qua cái mặt sau luôn cho anh em xem. Thì đối với lại cái máy Honda GX140 này, nó còn một cái pulley, một rãnh kích cỡ của nó là rãnh của nó là rãnh bảng B nha. Rãnh bảng B. Kích cỡ của pulley là 8 phân nha anh em, 8 phân. Đó. Anh em thấy không? Ốc nó cũng còn trắng tinh hết nha. Chứ coi như là không đến nổi nha. Ốc còn trắng tinh hết, cũng còn xanh dờn hết nha. Nhưng mà có cái là thùng xăng này mình đã thay thùng xăng mới cho anh em. Rồi, kế tiếp là ở bên trong là nó có dập nổi cái logo của Honda. Đó, dập nổi cái logo của Honda ha. Honda GX140, lồng của nó là 144cc. Rồi, mình sẽ quay qua cái mặt bên hông luôn cho anh em xem. Đối lại cái máy này thì rất là tiện lợi cho những anh em mà chẳng hạn như anh em bỏ vô những cái máy mà trộn cối bê tông á, là rất là phù hợp luôn ha. Hoặc là anh em bỏ vỏ lãi, hoặc là anh em cũng như là mấy cái vòng tua này, đối lại mấy cái đầu máy năm ngựa này á, là nó rất là thông dụng. Đó, cũng như anh em muốn bỏ vô đâu là đúng công suất của nó, là anh em cứ bỏ thể nó vô là xài rất là ngon, rất là bền nha. Đó, Honda này á, là mình sẽ bao cho anh em là hàng chuẩn của Nhật luôn ha, tại Nhật sản xuất luôn. Đó, mở cái chế độ on lên nha. Rồi, bây giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Anh em thấy không? Nổ rất là ngon. Coi như là máy móc là nguyên zin hết nha. Chỉ có thùng xăng này là về bị đè hư. Thay anh em một cái thùng xăng này. Đó, thay cái thùng xăng chứa xăng nè. Chứ còn ngoài ra những cái bộ phận khác là nguyên zin hết. Rất là yên. Nguyễn Như luôn anh em ơi. Anh em thấy không? Những cái máy Nhật nó nổ cái tiếng nó nghe rất là im tai. Rồi, sẵn đây mình cho anh em thêm để lại luôn này. Rồi, mình tách ra luôn cho anh em nha.
miễn nhừ luôn anh em ơi. Rồi mình xin tắt máy luôn nha. Quá nhuyễn. Rồi bây giờ kế tiếp nữa là mình sẽ cho anh em cái nắm bắt được một cái thông số máy của con số 2 Honda GX140 này luôn. Rồi đây là cái số máy của nó đây anh em. Đây. Số máy của nó là 7642 nha anh em. Số máy của nó là 7642 373 642. Đó. Ok. Rồi bây giờ cái phần báo giá lại một lần nữa cho anh em. Thì đối lại con số 2 Honda GX140 động cơ là 5 ngựa được chuyền cốt xéo tua chậm nha anh em. Thì cái vòng tua của nó là tua 2000. Thì đối lại con số 2 này thì mình có giá bán cho anh em với giá là 3 triệu, 3 triệu nha anh em. Rồi, tiếp nữa là một cái con Subaru nguyên bản zin 100%. Đó, nguyên bản hết luôn. Rất là đẹp. Con này thì con số 3 Subaru EX17 động cơ là 6 ngựa. Thì con Subaru này thì nó đi là cốt thẳng nha anh em. Cốt thẳng, tua nhanh, tua của nó là tua 4000. Thì đối với lại con số 3 này mình có giá bán cho anh em với giá là 3 triệu rưỡi. Ngoại hình máy đẹp là 90% luôn ha. Rồi sau đây là mình sẽ cho anh em xem cái mặt trên của nó đây. Đó, anh em thấy không, cái đồ nó là có như là long lanh luôn ha. Đó, cái thùng xăng nó về nó bị cắn ở đây nè. Đó, bị cắn đây, nó hơi mốp chỗ này chút xíu thôi, không ảnh hưởng gì nha anh em. Đó, cắn đây hơi bị mốp chỗ này chút xíu. Đó. Rồi kế tiếp nữa là mình sẽ cho anh em xem cái thùng xăng bên trong của nó luôn. Thùng xăng bên trong của nó rất là đẹp nha. Đó, trắng tinh luôn. Ha. Thùng xăng của nó bên trong cũng còn rất là ok nha anh em. Không có bị rỉ sét ha. Rồi. Rồi sau đây là mình sẽ cho anh em xem bên cái phần nắp chụp cò của nó luôn. Đây. Ồ, đồ của nó nè, anh em thấy không? Cái lốc nó là cũng như là lốc mới. Ha. Đồ của nó còn rất là mới nha anh em. Rồi đây là cái mặt sau của nó đây ha. Đó, anh em nhìn này, mấy cái kẹt lồng của nó nè, bóng vợn luôn. Thì thường thường máy xài nhiều ít á, thì anh em nhìn ngay cái kẹt lồng này ha. Đó, những cái máy mà nó xài ít á, thì cũng như là mấy cái kẹt lồng này nó không có bị dơ. Đó, nó cũng còn rất là sạch, nó cũng còn rất là mới theo cái màu sơn zin của nó luôn ha. Còn mà những cái máy mà xài nhiều quá thì trong mấy cái lồng này á, nó bị tái đen ha, nó hoặc là nó bị đổi màu đó, chứ nó không còn như là mới ha. Rồi thì đó, con này á, thì ở đây là cũng như trên cái đầu kilat của nó là nó có dập nổi là trên đây luôn. EX17 là động cơ 6 ngựa nha anh em. Đó, mình quay cho anh em xem rõ ha. Rồi đây là bên cái lốc của nó bên trong nè. Đó, máy là cũng như mới tinh anh em, nhìn rất là đã. Thì đối với lại cái con số 3 Subaru EX17 này á, thì nó còn một cái pulley hai rãnh kích cỡ là bảng A nha. Hai rãnh bảng A, kích cỡ pulley là 10 phân. Đó, kích cỡ của pulley là một tấc nha. Rồi, mình sẽ quay qua bên đây luôn cho anh em xem. Anh em nhìn cái đồ nó như là máy mới luôn á. Rất là đẹp nha. Rồi thì sau đây là mình cũng cho anh em xem một cái mã số của máy luôn. Con này á, thì cái mã số của máy của nó là 4375 nha anh em. Đó, 4375 289 4375. Rồi thì cũng như là mình cũng đã cho anh em xem qua một cái ngoại hình của con máy số 3 Subaru EX17 động cơ 6 ngựa này rồi. Sau đây mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Nhuyễn như anh em thấy không,
mấy cái dòng Subaru nó nổ rất là chắc nha. Đó, nổ tiếng máy là im ru luôn á, rất là chắc. Đó anh em thấy không, cái tua nó nhanh ha, cột tua nhanh, cũng như là anh em thấy nó truyền qua Berlin nó đi cái tua rất là nhanh. Cái máy này thì rất là thích hợp cho những anh em mà chẳng hạn như cắt đường nè, bỏ vô đầm cốc nè, đầm bàn nè, cũng như cũng rất là ok. Và đặc biệt nữa là để vô những cái vỏ lãi cho anh em đi du lịch ha. Đó, anh em cần tốc độ nhanh là anh em bỏ xuống vỏ lãi, anh em đi cái tốc độ rất là cao ha. Bởi tốc độ tua của nó là tua 4.000. Đó, anh em mà kiểu như mà anh em chạy mà chạy chạy kiểu như chạy chạy thông á thì nó đi tốc độ rất là nhanh. Rồi mình test máy luôn ha. Mình xin tắt máy luôn nha. Ok. Giờ sau đây là mình cũng xin báo giá lại con số 3 ha. Subaru X17 động cơ là 6 ngựa. Con này thì nó đi cốt thẳng, tua nhanh, tua của nó tua 4.000. Thì đối với lại con số 3 này mình có giá bán cho này mới giá là 3.500.000 nha. 3.500.000. Rồi tới một tiếp tục một con số 4 nữa là cũng dòng Subaru, nhưng mà con này rất là siêu phẩm nha anh em. Đó, rất là siêu phẩm. Anh em thấy những cái dòng này mà nếu mà nó cũng dòng EH12 là cũng hơi đã hiếm rồi. Anh em nên nhớ nha. EH12 là cũng đã hiếm rồi, nhưng mà cộng thêm một con này lại có đề luôn, mấy con như mấy đặc biệt ha. Coi như là nó rất là hiếm nha anh em. Rồi bây giờ mình cũng xin thông báo giá lại con số 4 Subaru EH12. Đó, EH12 ha, động cơ là 4 ngựa, con này nó được kiềm cốt xéo tua chậm, tua của nó là tua 2.000. Thì đối lại con số 4 này mình có giá bán cho anh em với giá là 2.500.000. À, giá là rất là phụ nghị, rất là hợp lý cho anh em ha. Dòng này 4 ngựa là đã hiếm rồi, cộng thêm có đề nữa cái là rất là ngon. À, anh em thấy không? Đồ nó rất là đẹp, rất là bóng bẩy. Ừ. Cái dòng này là dòng đời cao nha. Dòng này đó, dòng này là dòng đời UHV chạy cò. Ha. Subaru Robin Subaru Robin Ro UHV EH12. Ừ, sản xuất tại Nhật luôn, Tokyo ra băng luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay qua bên cái mặt chế bình xăng con cho anh em xem. Đồ nó còn rất là đẹp nha. Anh em thấy không? Cả luôn cái lốc nè, trắng tinh. Máy quá đẹp. Rồi, bây giờ mình tiếp tục mình sẽ quay qua cái mặt sau cho anh em xem luôn. À, đồ của nó là cũng như còn rất là bóng bẩy nha. Cùi đề này hồi nãy có kẹp dây vô chưa? Hả? Đó. Thì đối với lại con Subaru Robin EH12 này thì nó còn một cái buli hai rãnh nha. Còn cái buli hai rãnh, rãnh nó là rãnh cỡ bản A. Kích cỡ của buli là 6 phân nha anh em, 6 phân. Rồi đây là bên cái phần đề của nó đây nè. Nè cái dây bình kẹp vô đây nè. Cái này là cũng như là mình cái này cũng như là mình sẽ bao cho anh em đề đốm là ngon lành hết ha. Cũng như là cái này là cũng như là mình chưa có câu vô ha. Để mình câu vô cho anh em. Đó anh em cứ yên tâm ha.
Cái phần đề này thì cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà có cái là giờ chưa có câu vô, mà nếu mà câu vô thì nó quá cái mất cái thời gian của anh em, và bên cái video clip nó cũng kéo cái thời gian rất là dài nha. Đó anh em thông cảm, nhưng mà mình sẽ bao cho anh em là đề hoạt động còn ngon lành. Rồi đây, sau đây là cái mặt trước của nó. Rồi bây giờ cuối cùng là mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Máy nó nổ rất là im nha. Rồi mình xin tắt máy luôn nha. Ok. Bây giờ cuối cùng là mình thông báo giá lại con số 4 ha. Subaru H12, động cơ là động cơ 4 ngựa nha. Động cơ 4 ngựa được chuyền cốc xéo tua chậm, tua cái nào tua 2000. Thì đối với lại cái dòng EH là anh em cũng đã biết rồi, nó là chạy chạy cò dòng UHV nha, đời cao đời mới ha, đánh lửa IC. Đó có đề đốm đầy đủ cho anh em luôn. Đó, cũng như là mình sẽ bao cái phần cái đề đó cho anh em, cũng như mình không có test được thì mình sẽ bao đó, cũng như trước khi mình giao hàng đó, là mình sẽ làm cho nó hoàn thiện hết mình giao cho anh em. Thì đối với lại con số 4 này đó, mình có giá bán cho anh em với giá là 2,5 triệu nha, 2,5 triệu. Rồi tiếp tục qua là một cái con số số 5 đây, con số 5 Kawasaki, con này là đời cao nha. Kawasaki FE170, động cơ là 6 ngựa, được chuyền cốt xéo tua chậm, tua của nó là tua 2000 nha anh em, tua của nó là tua 2000. Thì đó là con số 5 này á, mình có giá bán cho anh em với giá là 3,8 triệu ha, 3,8 triệu. Rồi sau đây mình cũng cho anh em xem qua một cái ngoại hình chi tiết của máy luôn. Đó đây là mặt trước của nó đây. Đó Kawasaki FE170 nha. Đó, dòng này là dòng UHV nha anh em. Đó, lốc nghiêng. Đời cao ha. Cái đời này á, cái đời rất là mới nha. Đó, anh em nhìn nè, cái đồ của nó nè. Rất là mới, nắp chụp cò UHV nha. Đó, nó làm cái nắp chụp cò, cái dòng Kawasaki nó làm nắp chụp cò rất là đẹp. Đó, chế bình xăng con nè. Còn mới kích tinh luôn. Lốc lại còn trắng phiếu hết. Cái bô nó nước xi còn rất là đẹp nha. Đó, cái nước mạc rôm nước xi của nó rất là dày. Đó, nó với lại cái dòng Honda mà GX140 á, bô xi á là cũng như cái độ xi của nó rất là dày ha. Đó, xài cũng như là rất là đẹp. Rồi đây là cái mặt sau của nó đây anh em. Rồi bên cái phần đề thì đối với lại cái con Kawasaki FE170 này á, thì nó khởi động là cũng như là giật nổ đời nổ nha anh em. Khởi động giật nổ đời nổ ha. Bên cái phần cù đề của nó đây, cù đề của nó còn rất là mới nha. Đó, đó cù đề rất là mới.
Tại vì anh em biết sao không? Cái này là mình đã có đường dây sẵn rồi. Cũng như máy mình về là cũng như là mình có đề, là mình chỉ biết là có đề thôi, chứ mình không có kiểm lại là trước khi mình lên cái clip test ha. Khi mình lên clip test á thì mình thấy nó bị cũng như là nó bị tháo dây đó, nó không có gắn vô sẵn, thành thử ra mình không có test cho anh em đó. Thì nếu mà cái con số 4 Subaru H12 đó anh em nào lấy thì mình sẽ bao cái phần đề cho anh em nha. Đó, cũng như là trước khi mình giao hàng là mình sẽ làm đề được cho ngon lành, mình giao cho anh em đó. Anh em cứ yên tâm cái phần đó ha. Thì đối với mình cái đề này mình làm cũng rất là đơn giản chứ không có chuyện gì khó. Rồi đây, ok. Rồi bây giờ mình cũng đã cho anh em xem qua một cái ngoại hình con số 5 Kawasaki FE170 này rồi. Bây giờ sau đây là mình cũng xin test máy cho anh em xem luôn. Đó, mấy cái dòng này anh em giật rất là nhẹ nha. Đó, anh em giật rất là nhẹ. Mà nó là con như là nó có chức năng đề nổ, giật nổ luôn. Rồi bây giờ mình test máy luôn ha. Ở đây là một cái cần ga của nó đây nè. Đó, cần ga nằm dưới đây nha. Đó, nó có một cái đường dây ga ở đây nè, đường dây ga đây truyền xuống ha. Nó có một còn, nó còn một cái đó nó còn đường dây ga đồ này kia đầy đủ ha. Giờ anh em cứ bỏ dây ga vô là anh em truyền lên thôi. Rồi đây, rất là nhẹ nha. Cố đi. Đó, anh em thấy không? Cái dòng Kawasaki á nó nổ rất là nhẹ nhuyễn nha. Đó, nó nổ là tùy tiếng luôn á. Tăng lên miếng đi. Lấy cái giúp tôi tăng lên miếng. Nó nhỏ quá. Nó chạy tùy tua luôn rồi. Nó chạy như vậy là nó chạy tùy tua luôn nha anh em. Rồi bây giờ mình cũng xin test ga lên cho anh em xem ha. Quá nhỉ anh em ơi. Quá trời nhỉ rồi. Rồi bây giờ mình xin tắt máy nha. Xin tắt máy rồi cái đầu mình sẽ giật nổ luôn cho anh em xem. Rồi bây giờ mình đã chức năng mình thử test đề nổ rồi. Bây giờ sau đây là mình sẽ test cái chức năng giật nổ cho anh em luôn. Giật rất là nhẹ. Rồi mình xin tắt máy luôn nha anh em. Rồi bây giờ mình cũng xin thông báo giá lại con số 5 Kawasaki. Con này nó có model là FE170, động cơ là 6 ngựa, được chuyền cốt xéo tua chậm, tua cái đó tua 2000 nha. Con này thì chức năng khởi động là giật nổ, đề nổ luôn. Thì đó là con số 5 này mình có giá bán cho anh em với giá là 3.8 triệu nha anh em. Rồi tới tiếp tục một cái con này là cũng như là nó là siêu mới luôn anh em. Đó, nó là cũng như là chiếc này mình về cũng dạng siêu mới cũng hơi nhiều ha, để lên phục vụ cho anh em mình vừa yên tâm mà anh em cũng xài cũng vừa mà bền bỉ luôn ha. À, cũng như là đây là một cái con bơm nước số 6, số này số mấy, số 6 hả? Bơm nước số 6 Subaru EX13, động cơ là 4,5 ngựa nha. Động cơ 4,5 ngựa. Thì đối lại cái con Subaru EX13 này á, thì mình có giá bán cho anh em với giá là 3,2 triệu. Đó, ngoại hình máy là coi như là cực kỳ bốc. Đó, anh em thấy không? Anh em nhìn kỹ từ cái món đồ của nó luôn ha. Cực kỳ bốc. Rất là đẹp.
luôn cả khung sườn luôn, nước sơn là nguyên zin hết. Rồi đây sẵn đây là cũng như là mình sẽ cho anh em xem một cái thùng xăng của nó luôn. Anh em nhìn nè, thùng xăng của nó còn rất là mới đó, anh em nhìn tưởng tượng như là thùng xăng mới ha, bóng giỡn. Rồi bây giờ mình cũng đã cho anh em xem qua cái ngoại hình mặt trước rồi, sau đây là mình sẽ quay qua bên cái mặt chụp cò cho anh em xem luôn. Đó, anh em nhìn cái đồ nữa không? Đó, máy này theo mình đẹp, mình đánh giá là nó đẹp khoảng 95%. Đó, anh em nhìn nè, cái đồ nè, luôn chế cả bình xăng con nè, bóng dạng hết à, mới tinh hết, lốc đồ còn trắng tươi. Đó, anh em xem chi tiết từ con ốc luôn nha. Đó, máy này còn như là rất là đẹp. Rồi tới tiếp tục là một cái sinh bơm luôn, cả sinh bơm thì anh em mấy cái bơm nước thì anh em cứ đánh giá từ cái sinh bơm cho tới cái đầu máy ha. Rồi anh em thấy cái sinh bơm này nè, mình tưởng tượng là cái máy này bên đó là dạng như hàng trưng bày luôn anh em, chưa có xài qua luôn á. Sinh bơm mà nó còn không có miếng dơ là anh em biết rồi. Theo mình nghĩ cái máy này ở bên đó là dạng như là hàng trưng bày anh em, coi như là anh trưng bày đã thời gian nó dục vô. À, đưa về Việt Nam luôn ha, chứ chưa có xài qua. Ok rồi bây giờ mình sẽ, sau đây là mình cũng cho anh em xem một cái thông số của sinh bơm luôn. Đây cái này á, là hút xả 50 nha, lưu lượng nước của nó là 600 lít trên phút, cục áp nó cũng là khá là cao, 30m. Đó, nó sản xuất tại Nhật luôn nha anh em, made in Japan. Đó rồi mình sẽ quay qua cái mặt sau cho anh em xem luôn. Đó anh em thấy không, cái đồ nó là tưởng tượng như là đồ mới luôn á. Hàng này theo mình nghĩ là cũng như là nó về đây mình nghĩ là xài rồi, chứ theo mình nghĩ cái máy này ở bên đó là dạng như hàng trưng bày anh em. Đó rồi tiếp tục là ở dưới đây có dập nổi luôn, Cosin Made in Japan luôn, dập nổi nha anh em. Rồi quay qua. Đó, bên đây là coi như là cái thương hiệu logo của hãng ha, Cosin. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái phần mặt trên đây luôn. Rồi bây giờ mình cũng xin thông báo đọc một cái số máy, cái model số máy của máy luôn nha anh em. Đó, con này thì nó có số máy như sau: 2497727. Đó, 2497727 nha anh em. Rồi bây giờ mình cũng đã cho anh em xem chi tiết từ con ốc và một cái thông số của máy luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test máy cho anh em xem. Anh em thấy không, nổ là em không khác gì máy mới, nổ em ru luôn á, cực kỳ mới, cực kỳ im, nổ coi như là cực kỳ nhạy, mỗi phát mỗi chạy nha anh em. Nhẹ nha anh em. Rồi bây giờ mình cũng xin test ra sơ lược qua ha cho anh em xem. Thì máy này thì giống như là mình test để cho anh em xem chơi, chứ anh em mà có chốt được cái máy này về thì anh em cũng như là anh em cài rất là sung sướng luôn nha. Đó, cài rất là bền bỉ hơn 5 tháng luôn. Rồi mình xin quá nhiều. Rồi, xin tắt máy luôn nha anh em. Quá nhiều anh em ơi. Rồi, cuối cùng là bây giờ mình cái phần báo giá lại con số 6 bơm nước Subaru X17, động cơ là 4,5 ngựa, nó kéo sinh bơm của Cosin. À, ống hút xả là 50, hút 50 xả 50 nha anh em. Cái lưu lượng nước của nó là được 600 lít trên phút, cục áp của nó được 30m. Thì đổi lại con số 6 này mình có giá bán cho anh em với giá là 3,2 triệu nha anh em, 3,2 triệu. Rồi
tiếp tục thêm một con siêu phẩm nữa, rất là mini, rất là tiện lợi cho anh em đó. Rất là mini luôn mà rất là tiện lợi, mà cũng rất là mới luôn, coi như là nó mọi, coi như là mọi công việc là nó phù hợp cho anh em, những anh em hết ha. Cái này thì nó rất là tiện cho những anh em mà chú bác lớn tuổi hoặc là chị em phụ nữ luôn ha. Rất là nhỏ gọn mà công sức nó bơm rất là mạnh nha anh em đó. Thì con này nó có model là B203 đó. Bữa hổm mình có một con rồi, mình bán rồi, thì có như là chiếc này mình về tiếp tục thêm một con nữa. Là ngoại hình máy này là cũng như là nó đẹp khoảng 90% đó, nó đẹp cực đẹp ha. Anh em cứ xem chi tiết là từ con ốc ha, từ con ốc máy luôn và cái màu sơn của nó luôn. Con này thì nó con chiếc trước con kia nó không bị móp chứ, cái này không, nó không bị móp. Thì con này chiếc này giờ nó hơi bị cắn móp chỗ này nha anh em đó, mình thông báo. Nhưng mà ở bên trong nó còn rất là ok, rất là sạch sẽ luôn anh em nhìn nè, thấy cái nắp xăng của nó không? Còn mới tinh luôn ha, rồi tới cả cái ly xăng luôn đó, đồ trong là cái bình xăng nó trong còn trắng phiếu luôn đó ha. Anh em nhìn về là biết rồi, nhưng mà có cái bị hàng, ba cái hàng nội địa cũ mà nó hàng bên Nhật mà nó quăng nó bỏ, mà cũng như là nó dục vô công thử ra cái máy này cắn máy kia, máy kia cắn máy nọ, thử ra nó phải có một cái những cái vết xước vậy ha. Rồi tiếp tục nữa là sau đây là con này là nó cũng là bị mắc cái bô e luôn đó. Những con máy này là trước khi bên Nhật nó quỷ làm như nó tháo mấy bô e nó dục hay gì đó, thử ra không có bô e đó, nhưng mà cũng như là nó hoạt động cực kỳ bốc nha đó. Còn cái bô e này thì nó cũng đơn giản thôi, nếu mà anh em nào nếu mà muốn căng thì mình có thể là mình hỗ trợ mình chế cái chụp vô cho anh em, cũng rất là đơn giản thôi, cũng không có gì khó ha. Còn mà nếu mà anh em nào mà muốn để vậy về tự anh em, nếu mà có sẵn cái chụp của nó thì giờ anh em cứ gắn vô xài thôi. Còn nếu mà anh em để về anh em xài luôn cũng không sao, đừng có cho nước nó văng vô là được rồi ha, nó cũng đơn giản. Còn mà anh em nào mà nếu mà không có điều kiện thì có thể là mình hỗ trợ mình chế cái chụp khác vô để mình cho anh em có, để nó đậy cái bình xăng con mình cho nó sạch ha. Đó, đây anh em xem kỹ cái đồ nữa nha, ốc là còn 7 màu hết, tem mát còn đầy đủ hết. Rồi chiếc này một cái sinh bơm của nó khá là thủng nha, cái sinh bơm nó khá là lớn đó anh em thấy không, cũng là đồng thời hút xả 50 luôn đó. Cái sinh bơm nó như vậy là cái lưu lượng nước của nó khá là cao nha đó. Anh em thấy không, còn một cái chụp nối nhanh luôn. Thì con cũng như là những cái dòng này là cũng như là nếu mà con nào mà nó còn được cái chụp nối nhanh này thì là cũng như anh em nào chốt được là cũng như rất là tiện nha. Chứ mấy cái chụp nối nhanh này của hàng Nhật Bản nó rất là ít đó. Thường thường nó về những cái máy là cũng như nó tháo bỏ, nó tháo cũng như là còn cái đầu răng thôi mà. Nhưng mà những cái máy này thì nó còn luôn cái chụp nối nhanh luôn, là cũng rất là tiện cho anh em đó. Anh em mà có ống 40 của hàng Nhật Bản đưa chồng vô cái bụp là nó dính lại đó, rất là tiện cho anh em ha. Rồi đây là một cái đồng hồ của nó luôn. Đây con này áp nhiều. Rồi con này nó cũng như là công suất áp của nó là được 6 kg nha anh em đó. Công suất áp của nó được 6 kg ha. Rồi con này thì cũng như là anh em sử dụng là anh em phải mồi vô sinh bơm nha đó. Anh em mồi vô sinh bơm một lần đó là nó có lớp B bên trong đây nè, là nó sẽ đóng cái, nó giữ cái nước nó lại. Khi mà anh em hoạt động máy là cũng như là tự cái sinh bơm này nó đã chứa nước trong đó rồi, nó sẽ hút, nó kéo cái đường nước từ ở dưới hồ đi lên đó, cũng rất là tiện nha. Rồi đây mặt bên hông ha. Rồi đây là mặt trước luôn. Rồi bây giờ mình cũng đã quay qua một cái ngoại hình con máy cứu hỏa mini này rồi. Máy này mình chưa báo giá đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ báo giá, rồi mình trước khi mình báo giá rồi mình test cho anh em xem ha. Rồi con số 7 cứu hỏa mini, con này nó có model là B203. Thì đối với lại con số 7 cứu hỏa mini này mình có giá bán cho anh em với giá là 3 triệu nha anh em, 3 triệu ha. Rồi giật cho nổ luôn. Rất là nhạy nổ. Anh em kéo cái nhẹ nổ. Cái này mà chị em phụ nữ có thể sử dụng cũng rất là ok luôn nha. Rất là mini ha, rất là đẹp.
con này là dạng xách tay luôn nha anh em. Đó anh em đi ra đồng ra ruộng ra rẫy, anh em đi ra tưới vườn tưới hoa đồ này kia có cái máy này anh em rất là tiện lợi ha. Đó với lại những anh em nào mà nếu mà ở vùng đồi vùng núi á có mấy cái máy này á, là cũng như anh em bơm cũng rất là sướng nha, rất là khỏe nha. Anh em thấy không, tiếng máy nổ rất là nhuyễn nha. Mở gỗ mới rồi. Rồi sau đây là mình cũng xin test ga luôn ha. Xin tắt máy luôn nha anh em. Rồi trước khi anh em tắt máy là ở dưới đây có công tắc nhắn, anh em nhắn vô là tắt máy ha. Ok rồi bây giờ mình sẽ báo giá lại một con số 7 cứu hỏa mini. Con này thì nó có model là B203. Cái sinh bơm của nó là hút xả 40 nha, hút xả 40. Thì đó là con số 7 này mình có giá bán cho anh em với giá là 3 triệu nha anh em, 3 triệu ha. Rồi thì bữa nay mình cũng có một số mà hàng mới về thì mình để lên đây test và phục vụ cho anh em. Thì anh em nào có phù hợp cái máy nào thì xin anh em liên hệ số 0914711438. Mình là tên Tình nha anh em. Thì theo thường lệ địa chỉ của mình là C12/45 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Còn anh em mà muốn tới địa chỉ của mình thì anh em cứ search vô Google Maps dụng cụ cầm tay NT, Google Maps nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình luôn. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.